Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ đến mọi người công thức làm bánh bao đơn giản rất ngon. Bánh tròn đều, lớp da bên ngoài mỏng và khô ráo. Nhân thịt trứng thơm ngon đậm đà, vỏ bánh xốp nhẹ, trắng và dai. Thực ra thì làm bánh bao rất là đơn giản và không mất nhiều thời gian. Nếu mọi người quan tâm thì cùng xem video với mình nha. Mình dùng 150g bột mì, 25g tinh bột bắp, 30g đường, 2,5g men, 1 muỗng canh dầu ăn, xíu muối, 40ml sữa tươi, 50ml nước, 100g thịt xay, 1 trứng vịt, hành tím, cà rốt, nấm mèo, nửa muỗng cà phê rượu trắng, 1 muỗng cà phê dầu ăn, dầu hào, 1 muỗng cà phê tinh bột bắp, hạt nêm, tiêu. Mình sẽ làm phần nhân trước, nấm mèo, rửa sạch và ngâm nở. Cắt bỏ chân rồi thái nhỏ. Các bạn bằm sơ cho nấm mèo ngắn lại. Cho nấm mèo vào thịt xay, rồi bằm hành tím. Nhân các bạn có thể cho thêm củ sắn nếu thích. Cho hành vào thịt và cà rốt luôn. 1 muỗng cà phê tinh bột bắp, nửa muỗng cà phê rượu trắng, xíu tiêu, nửa muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê dầu hào, 1 muỗng cà phê dầu ăn. Trộn tất cả lên, cho gia vị tan và thấm đều. Mình sẽ ướp phần nhân này khoảng nửa tiếng. Trong khi chờ nhân thấm, mình sẽ đi làm vỏ bánh. Cho bột vào tô, cho men vào và lấp lại. Cho tinh bột bắp vào, tiếp tục là đường, muối, trộn đều bột. Bột đều rồi mình cho sữa tươi vào. Tiếp tục là nước lạnh. Lượng chất lỏng mình cho vào là vừa với bột luôn đó các bạn. Trộn đều cho bột thấm hết chất lỏng. Liều lượng nước cho vào bột rất quan trọng, nhão hoặc khô quá đều không ngon. Trộn xong rồi, mình dùng tay nhồi sơ để tạo bột thành một khối. Bột tạo thành khối, không còn bột khô ở ngoài là đã đủ lượng nước. Giờ cho ra bàn, tiếp tục nhồi. Bây giờ thì bột mềm nhưng chưa dẻo. Nhồi bột khoảng 3 phút, sau đó các bạn dẻ ra và cho dầu ăn vào. Túm lại và bóp từ từ cho dầu ăn thấm vào bột. Mới đầu, dầu ăn chưa kịp thấm vào bột, các bạn sẽ cảm thấy trơn. Nhưng càng nhồi, bột sẽ càng ráo hơn và dẻo. Các bạn bóp bột khoảng 3 phút là dầu ăn đã thấm hết vào bột. Sau đó mình tiếp tục nhồi khoảng 5 phút nữa. Sau 5 phút nhồi, bột của mình đã rất là dẻo và mịn rồi nè. Mình sẽ để bột nghỉ ở đây 10 phút. Giờ mình sẽ đi chia nhân thành 5 phần bằng nhau. Một phần khoảng 35g tính cả trứng. Bột sau khi nghỉ 10 phút đã mềm và dai hơn. Giờ mình sẽ chia bột cũng thành 5 phần. Cân mỗi phần vỏ khoảng 60g. Túm mỗi phần thành những quả bóng.
Túm tròn như vậy, khi tạo hình bánh sẽ đẹp hơn. Khi túm xong, mình sẽ chuẩn bị tạo hình. Rắc ít bột khô lên bàn. Lần lượt tạo hình, đậy lại để tránh bị khô. Mình sẽ cán mặt bóng, rắc thêm ít bột khô. Cán bột hơi dẹp ra. Có bột áo, khi bánh hấp xong sẽ không bị mất nếp nhiều. Cán bột rộng khoảng 10 phân, sau đó tiếp tục cán mỏng phần rìa bánh. Rìa bánh cần mỏng hơn vì lát mình sẽ gấp nếp. Bên trong dày, khi gói nhanh sẽ không bị bể. Mình cán rộng khoảng 12-13cm là vừa. Rắc thêm ít bột khô lên mặt láng. Giờ mình lật mặt láng ra ngoài, cho nhân vào mặt dưới. Các bạn làm động tác giống như mình xếp ly. Ngón cái của tay phải giữ cố định ly đầu tiên. Tay trái vừa xoay bánh, vừa đẩy thêm ly mới vào. Đi hết vòng tròn miệng bánh, rồi mình sẽ nắn lại cho tròn đều. Bóp chặt miệng bột để nhân không bị hở. Nắn đầu bột dư cho bằng phẳng. Đặt vào giấy nến và cho vào khay. Tiếp tục tạo hình cho hết 5 bánh. Xong rồi thì đậy lại ủ 1 tiếng. Sau 1 tiếng, bánh đã nở trắng hơn, cho vào hấp. Đối với bánh bao, mình sẽ hấp từ lúc nước lạnh. Lượng nước hấp cũng không cần nhiều đâu các bạn. Cho sừng lên và bật lửa. Mình sẽ để lửa lớn, chờ nước sôi và bốc hơi mạnh. Sau đó hạ lửa trung bình, hấp thêm 15 phút. Sau 15 phút, mình tắt bếp và để thêm 5 phút cho hạ bớt nhiệt mới mở nắp. Và đây là sừng bánh bao của mình. Nở xốp và trắng tinh luôn. Bánh bao mình làm tại nhà sẽ rất là chất lượng và vừa miệng. Bánh nở đều, trắng và nếp gấp thì rõ ràng. Bánh bao phải khô ráo, lớp da bên ngoài mỏng. Nhân bên trong thơm ngon và kết dính tốt. Vỏ bánh thì xốp nhẹ, có độ dai. Vậy là mình đã chia sẻ xong cách làm bánh bao. Mọi người thấy có đơn giản không ạ? Mình thấy làm bánh bao cũng không quá khó. Mọi người có thể thử và làm cho người thân mình thưởng thức. Mến chào và hẹn gặp lại.